Tinh bột là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống, cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều tinh bột có thể gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe. Dưới đây là những lý do quan trọng bạn không nên ăn quá nhiều tinh bột, đặc biệt khi bạn muốn duy trì sức khỏe tốt tại nhà. 1. Tăng cân và béo phì Tinh bột, khi vào cơ thể, sẽ chuyển hóa thành đường, gluco. Nếu cơ thể không sử dụng hết lượng đường này, nó sẽ được lưu trữ dưới dạng mỡ, dẫn đến tăng cân. Ăn quá nhiều tinh bột, đặc biệt là các loại tinh bột tinh chế như bánh mì trắng, mì ống, cơm trắng có thể gây béo phì và khó kiểm soát cân nặng. 2. Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Việc ăn quá nhiều tinh bột, đặc biệt là tinh bột đơn giản như cơm trắng, bánh mì trắng khiến lượng đường trong máu tăng đột ngột. Khi cơ thể phải liên tục sản xuất insulin để điều tiết đường huyết, tình trạng kháng insulin có thể xảy ra làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. 3. Tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Chế độ ăn nhiều tinh bột tinh chế và ít chất xơ có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Điều này là do việc tiêu thụ nhiều tinh bột sẽ làm tăng mức insulin, gây tổn thương động mạch và tăng huyết áp. 4. Làm tăng cholesterol xấu LDL. Ăn nhiều tinh bột, đặc biệt là từ thực phẩm chế biến sẵn, có thể làm tăng mức cholesterol xấu LDL trong máu. Cholesterol xấu có thể tích tụ trong thành động mạch dẫn đến sơ vữa động mạch, tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.